xin kính chào quý bậc phụ huynh và các em học sinh thân mến. Cô là Phan Thị Ý Nhi đến từ trường tiểu học Vĩ Dạ. Hôm nay rất vui khi được tiếp tục cùng đồng hành với quý phụ huynh và các em học sinh trong chương trình Toán 1 Để học tốt bài học ngày hôm nay, cả em cần chuẩn bị các nội dung học tập liên quan đến bộ môn Toán, ngồi học ngay ngắn, ở nơi có đủ ánh sáng, tập trung nghe cô giảng và thực hiện các nhiệm vụ mà cô yêu cầu nhé rất mong quỹ bậc phụ huynh sẽ là người cùng đồng hành, hỗ trợ và giúp đỡ các em để tiết học này đạt được hiệu quả tốt nhất. Trước khi vào bài học ngày hôm nay, cô và trò chúng ta sẽ cùng giúp một bác đầu bếp tham gia cuộc thi đầu bếp trộn tài bằng cách chuẩn bị bữa tối. Bữa tối trên bàn ăn đã có sẵn hoa, nước và nhiệm vụ của bác đầu bếp sẽ là nấu các món ăn. Để giúp được bác, các em phải trả lời được lần lượt các câu hỏi sau. Câu hỏi thứ nhất, có tất cả bao nhiêu quả trứng mời các em quan sát tranh và cho biết có tất cả bao nhiêu quả trứng trong tranh thời gian suy nghĩ cho các em bắt đầu à hết chưa rồi Cô tin rằng các em cũng đã đếm đúng số quả trứng có trong bức tranh này rồi đấy. Bây giờ hãy cùng kiểm tra lại với cô nào. Chúng ta thấy ở đây có 3 khay. Mỗi khay như vậy có 10 quả trứng. Vậy 3 khay sẽ có 10, 20, 30 quả trứng đúng không nào? Và cô tin rằng các em cũng đã có được kết quả đúng. Như vậy là cả em vừa giúp bác đầu bếp nấu được món đầu tiên rồi đấy. Đó là món gà rất ngon đúng không nào? Bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với câu hỏi tiếp theo. Câu hỏi số 2. Lấy đủ số lượng 25 que tính. Nhiệm vụ của các em đó là lấy trong bộ đồ dùng học toán 25 que tính, đặt ở trên bàn và nhờ bộ mẹ kiểm tra giúp nhé. Thời gian thực hiện cho các em bắt đầu À, hết chưa rồi. Bây giờ hãy cùng kiểm tra với cô nhé. Chúng ta hãy quan sát lên màn hình. Trên màn hình, cô có hai bỏ. Mỗi bỏ có 10 que tính. Như vậy, hai bỏ sẽ có 20 que tính. Có thêm 5 que tính rơi nữa. Như vậy, có tất cả 25 que tính đúng không nào? Và cô tin rằng các em cũng đã lấy đủ số lượng 25 que tính. Vừa rồi, các em đã thực hiện đúng nhiệm vụ của cô và đã giúp bác đầu bếp Chị biến thêm một món nữa rồi đấy. Bây giờ trên bàn ăn chúng ta thấy có hai món rất ngon đúng không nào? Chúng ta cùng tiếp tục giúp bác đầu bếp chị biển món thứ ba nhé. Câu hỏi số 3 dành cho các em đó là số. Ở đây có một bức tranh. Trên bức tranh có bốn quả khinh khí cầu. Mỗi quả khinh khí cầu đều mang một con số. Các em chú ý, các số bắt đầu từ 33, 34, ô trống và 36 đây là dạy số tăng dần. Các em hãy tìm số thích hợp để điền vào quả hình khí cầu con thiếu nhé. Hãy trả lời cho bố mẹ mình nghe nào để bố mẹ nhận xét. Thời gian cho các em bắt đầu. À, hết giờ rồi và cô tin rằng các em cũng đã có câu trả lời cho mình. 33, 34 thì sau số 34 sẽ là 35. Vậy chúng ta có số cân điền là 35. Như vậy chúng ta đã có được dãy số 33, 34, 35, 36. Vừa rồi các em đã giúp cho bác đầu bếp trả lời đúng và chế biến thêm được một món ăn nữa rồi đấy. Bây giờ trên bàn ăn của bác đầu bếp đã có đầy đủ hoa, nước và đặc biệt là các món ăn mà các em đã giúp bác làm ra bác đầu bếp gửi lời cảm ơn tất cả các em bây giờ các em cùng quan sát lên màn hình với cô quan sát bức tranh và nói cho người thân của mình nghe em thấy gì trong bức tranh này nào à chúng ta thấy trong bức tranh là hai bạn nhỏ đang chơi trò đổ nhau bạn nữ đổ bạn nam có bao nhiêu khối lập phương các em có thể thấy trên bàn đó là những khối lập phương. Để giúp bằng nam trả lời được câu hỏi của bằng nữ, thì bây giờ hôm nay cô trò chúng mình sẽ cùng đến với bài Các số có hai chữ số từ 41 đến 70. Các em hãy nhắc lại tên đề bài cùng cô nào. Các số có hai chữ số từ 41 đến 70. Ở bài này, yêu cầu đặt ra cho các em đó là đọc, đếm, việc được các số từ 41 đến 70, thực hành vận dụng giải quyết các tình huống gắn với thực tiễn và phát triển các năng lực toán học. Đầu tiên, cùng mời các em cùng quan sát trên màn hình. Cho cô biết, trên màn hình có bao nhiêu khối lập phương nào? À, đó là 40 khối lập phương. Chúng ta có số 40 đã học. Bây giờ, các em hãy chú ý quan sát có 4 thân 10 và có một khối lập phương rời. Như vậy, cô có tất cả 41 khối lập phương. Cô có số 41. Số 41 là số có hai chữ số. Chữ số 4 viết trước, chữ số 1 viết sau. Đọc là 41. Cả em hãy nhắc lại cùng cô nào. 41. Bây giờ các em tiếp tục quan sát Có 4 thân 10 là 40 khối lập phương Có 2 khối lập phương rơi nữa Như vậy cô có tất cả 42 khối lập phương Cô có số 42 Số 42 là số có 2 chữ số Chữ số 4 được việc trước Chữ số 2 việc sau Đọc là 42 Các em hãy nhắc lại cùng cô nào 42. Tương tự như vậy, các em hãy thực hiện lập các số còn lại đến 50. Các em hãy thực hiện cùng bộ mẹ của mình nào. Bây giờ, hãy cùng kiểm tra với cô nhé. Chúng ta có 4 thanh 10, có 3 khối lập phương rời, như vậy có 43 khối lập phương có số 43. Số 43 được viết bằng chữ số 4 đứng trước, chữ số 3 đứng sau. Đọc là 43. Có 4 thân 10. Có 4 khối lập phương rời. Như vậy có tất cả 44 khối lập phương. Cô có số 44. Số 44 được viết bằng hai chữ số 4 liên tiếp nhau. Đọc là 44. Tương tự như vậy, chúng ta thấy có 4 thân 10 là 40 khối lập phương, có 5 khối lập phương rời, có tất cả 45 khối lập phương. Cô có số 45. Số 45 được viết bằng chữ số 4 đứng trước, chữ số 5 đứng sau, đọc là 45. Các em nhắc lại cùng cô. 45. Cùng có sạc. Cô có 4 thân 10, có 6 khối lập phương rời. Như vậy cô có tất cả 46 khối lập phương có số 46. Số 46 được viết bằng chữ số 4 đứng trước, chữ số 6 đứng sau, đọc là 46. Các em nhắc lại cùng cô nào. 46. Mời các em quan sát, chúng ta có 4 thanh 10, có 7 khối lập phương rời. Như vậy cô có 47 khối lập phương, có số 47. Số 47 được viết bằng chữ số 4 đứng trước, chữ số 7 đứng sau, đọc là 47. Các em hãy đọc lại số này nào. 47. Có 4 thân 10, có 8 khối lập phương rời, như vậy cô sẽ có 48 khối lập phương, có số 48. 48 được viết bằng chữ số 4 đứng trước, chữ số 8 đứng đứng sau, đọc là 48. Tương tự như vậy có 4 thân 10, có 9 khối lập phương rời, có tất cả 49 khối lập phương. Cô có số 49. Số 49 là số có hai chữ số, chữ số 4 viết trước, chữ số 9 viết sau. Nhắc lại cùng cô nào, 49. Và khi có 5 thân 10, cô sẽ có số 50. Các em à, chúng ta vừa lập được dạy số từ 41 đến 50. Các em chú ý cho cô cách viết trong cả số này đó là đọc như thế nào thì viết như vậy. Và lưu ý cách đọc một ở cả số 41, 44, 45. Bây giờ cả em hãy cùng đọc lại dạy số vừa lập cùng với cô một lần nữa nào. 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50. Tốt lắm, bây giờ chúng ta cùng quan sát hình ảnh tiếp theo. Trên màn hình có 5 thanh 10, cô có số 50. Các em hãy quan sát. Có 5 thanh 10, có một khối lập phương rơi nữa, có tất cả 51 khối lập phương, cô có số 51. Số 51 là số có hai chữ số. Khi viết, chúng ta viết chữ số 5 đằng trước chữ số 1 đứng sau. Đọc là 51. Các em hãy nhắc lại cùng cô nào. 51. Tương tự như vậy, các em hãy lập các số còn lại cho đến 60 cùng bộ mẹ của mình nào. Nào, cùng kiểm tra với cô. Có 5 thân 10, có 2 khối lập phương rời chúng ta có 52 được viết bởi chữ số 5 đứng trước, chữ số 2 đứng sau. Có 5 thân 10 có 3 khối lập phương rời, chúng ta có số 53. 53 được viết bởi chữ số 5 đứng trước, chữ số 3 đứng sau. Có 5 thân 10 có 4 khối lập phương rời, chúng ta có số 54. 54 được viết bởi chữ số 5 đứng trước, chữ số 4 đứng sau. Có 5 thân 10 có 5 khối lập phương rời. Có số 55. Số 55 được viết bởi hai số 5 đứng liên tiếp nhau, đọc là 55. Tương tự như vậy, có 5 thân 10, có 6 khối lập phương rời, cô có số 56. Số 56 được viết bởi chữ số 5 đứng trước, chữ số 6 đứng sau, đọc là 56. Có 5 thân 10, có 7 khối lập phương rời. Như vậy chúng ta sẽ có 57. Số 57 được viết bởi chữ số 5 đứng trước, chữ số 7 đứng sau. Đọc lá 57. Có 5 thân 10, có 8 khối lập phương rời. Như vậy chúng ta sẽ có được số 58. Số 58 được viết bởi chữ số 5 đứng trước, chữ số 8 đứng sau. Đọc là 58. Cũng như vậy, chúng ta có 5 thanh 10 là 50 khối lập phương, có 9 khối lập phương rơi nữa, chúng ta sẽ có 59 khối lập phương. Cô có số 59. Số 59 được viết bởi chữ số 5 đứng trước, chữ số 9 đứng sau. Đọc là 59. Như vậy, chúng ta tiếp tục có 6 thanh 10, thì chúng ta sẽ có được số 60. Vừa rồi, cô và các em đã cùng nhau lập được dạy số từ 50 đến 60. Bây giờ hãy đọc lại các số mà chúng ta vừa lập được nào. 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60. Cô cũng lưu ý với các em đó là chúng ta đọc như thế nào thì sẽ viết như vậy và lưu ý cách đọc ở một số 51 54 55 Tiếp tục, chúng ta cùng đến với hình ảnh tiếp theo. Cô có 6 thân 10 là 60 khối lập phương, cô có số 60. Tiếp tục, có 6 thân 10, có 1 khối lập phương rơi nữa, có tất cả 61 khối lập phương, cô có số 61. Số 61 là số có hai chữ số. Chữ số 6 được viết trước, chữ số 1 viết sau. Đọc là 61. Các em hãy nhắc lại cùng cô nào. 61. Tương tự như hai dãy số vừa rồi thì dãy số này các em hãy thực hiện tiếp cùng bố mẹ của mình đến số 70. Nào, hãy cùng kiểm tra lại với cô. Chúng ta hãy quan sát có 6 thân 10, có 2 khối lập phương rời, có tất cả 62 khối lập phương, cô có số 62 được viết bằng chữ số 6 đứng trước, chữ số 2 đứng sau. Như vậy chúng ta tiếp tục có có 6 thân 10, có 3 khối lập phương rời nữa, chúng ta sẽ có 63 khối lập phương, có số 63, số 63 được viết bởi chữ số 6 đứng trước, chữ số 3 đứng sau có 6 thanh 10, có 4 khối lập phương rời, có tất cả 64 khối lập phương, cô có số 64, được viết bởi chữ số 6 đứng trước, chữ số 4 đứng sau. Đọc là 64. Có 6 thanh 10, có 5 khối lập phương rời, như vậy có 65 khối lập phương, cô có số 65. Số 65 được viết bởi chữ số 6 đứng trước, chữ số 5 đứng sau, có 6 thân 10, có 6 khối lập phương rời. Cô có số 66. Số 66 được viết bởi hai chữ số 6 liên tiếp nhau. Đọc 66. Có 6 thân 10, có 7 khối lập phương rời. Như vậy chúng ta sẽ có số 67. Số 67 được viết bởi chữ số 6 đứng trước, chữ số 7 đứng sau. Đọc lá 67. Có 6 thân 10, có 8 khối lập phương rời như vậy chúng ta sẽ có 68 khối lập phương cô có số 68 số 68 được viết bởi chữ số 6 đứng trước chữ số 8 đứng sau đọc lá 68 tương tự như vậy có 6 thanh 10 có 9 khối lập phương rời cô có số 69 được viết bởi chữ số 6 đứng trước chữ số 9 đứng sau đọc là 69 bây giờ cô thay vào thêm một thân 10 nữa như vậy cô đã có 7 thanh 10, có số 70. Vừa rồi các em đã cùng cô và bố mẹ của mình lập được dãy số từ 60 đến 70. Bây giờ hãy đọc lại dãy số chúng mình vừa lập được một lần nữa nào. 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70. Cùng lưu ý chúng ta đọc như thế nào thì sẽ viết như vậy và lưu ý thống nhất cách đọc ở các số 61, 64, 65. Vậy là vừa rồi cô trò chúng mình đã cùng nhau lập được các số từ 41 đến 70. Bây giờ hãy cùng nhắc lại dạy số vừa lập với cô một lần nữa nào. 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47,

đến 70. Bây giờ cô sẽ chỉ và các em hãy đọc to các số vừa lập cho bố mẹ mình nghe nhé. giỏi lắm bây giờ các em hãy trả lời giúp cô câu hỏi Các em thấy điểm gì giống nhau giữa cả số này nào à đó đều là những số có hai chữ số vậy thì các em lưu ý lại cho cô chúng ta thống nhất cách đọc 41 51 61 44 54 64 45 55 65 và đọc như thế nào thì viết như vậy. Bây giờ chúng ta cùng quay lại để giúp bạn nam trả lời câu hỏi mà bạn nữ đã đưa ra nào. Bạn nữ đã hỏi có bao nhiêu khối lập phương? À, cô tin rằng bây giờ các em có thể dễ dàng trả lời được câu hỏi này giúp bạn nam rồi. Chúng ta thấy có 4 thanh 10 là 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46. Như vậy có 46 khối lập phương. Để giúp các em nắm chắc hơn kiến thức của bài thì bây giờ cô trò chúng mình sẽ cùng bước sang phần luyện tập thực hành. Bài tập số 1. Viết các số. Ở bài tập 1 này, nhiệm vụ của các em đó là viết số. Để viết được thì mong quý phụ huynh sẽ là người đồng hành đọc số và các em sẽ là viết số vào bảng con. Chẳng hạn ở đây câu A, cô sẽ đọc 40, các em sẽ viết số 40 chữ số 4 viết trước, chữ số 0 viết sau. 41, chúng ta viết chữ số 4 đứng trước, chữ số 1 đứng sau. Tương tự như vậy, bố mẹ sẽ là đọc các số tiếp theo và các em sẽ là người viết vào bản con. Thời gian thực hiện cho các em bắt đầu. À nào, cùng kiểm tra với cô.

49, 50. Chúng ta tiếp tục đến với câu B. Câu B tương tự như câu A. Bố mẹ sẽ là người đọc số và các em sẽ viết số vào bảng con. Chẳng hạn ở đây số 50, chúng ta sẽ viết chữ số 5 đường trước, chữ số 0 đường sau. Các số còn lại các em hãy thực hiện cùng bố mẹ của mình nào.

53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60. Tương tự như câu A và câu B, ở câu C, phụ huynh cũng sẽ là người đọc số và các em sẽ viết dạy số từ 60 đến 70 vào bảng con của mình. Chẳng hạn số 60, chúng ta sẽ viết chữ số 6 đứng trước, chữ số 0 đứng sau.

Cô và trò mình đã cùng nhau lập được các số, viết các số từ 60 đến 70. Bây giờ chúng ta hãy đọc lại các số này nào. 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70. Vậy là ở bài tập số 1, chúng ta đã cùng nhau ôn lại viết lại các số từ 40 cho đến 70. Bây giờ chúng ta cùng nhau bước sang bài tập số 2. Bài 2: Tìm các số còn thiếu rồi đọc các số đó. Các em nghe lại nhiệm vụ, tìm các số còn thiếu rồi đọc các số đó. Cô mời các em quan sát trên màn hình. Trên màn hình của cô là hai chủ ong Hai chú ong này đây đang xây tổ để các em ạ, à, và tổ của các chú ông được sắp xếp theo dãy số tăng dần. Và nhiệm vụ của các em đó là tìm các số còn thiếu trong các tổ ong có dấu chấm hỏi và điền vào đó số phù hợp. Chẳng hạn, tổ ong thứ nhất chúng ta thấy có số 41, lần lượt 42, vậy thì sau số 42 sẽ là số 43, 44. Tiếp tục như vậy, các em hãy điền các số con thiếu vào các tổ ong có dấu chấm hỏi cùng bố mẹ của mình nào. Bây giờ, hãy cùng kiểm tra lại với cô nhé. Vậy sau số 45 chúng ta sẽ có 46, 47 đến 48

sáu mươi tám sáu mươi chín và bảy mươi vậy là các em đã điên được các số công thiếu vào các tổ cho hai chủ ống rồi hai chủ ống cảm ơn các em và bây giờ nhiệm vụ của các em đó là đọc lại các số mà chúng ta vừa tìm được cùng với cô nào chúng ta sẽ đọc lại dạy số từ bốn mươi đến bảy mươi bốn mươi 44 bốn mươi hai bốn mươi ba bốn mươi bốn mươi 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 các em à hai chú ông gửi lời cảm ơn cả em vì đã giúp hai chú ông xây tổ thành công cô cũng có lời khen dành cho những bạn đã thực hiện đúng bài tập số 2. bây giờ chúng ta cùng nhau bước sang bài tập số 3. bài 3. a à, có bao nhiêu quả dâu tây cô mời cả em cùng quan sát trên màn hình cả em thấy trên màn hình của cô là các quả dâu tây đã được chia thành các nhóm ở đây chúng ta thấy có một hai 3 4 5 nhóm. Có 5 nhóm, các em lưu ý ở nhóm số 1, số 2, số 3 và số 4 thì mỗi nhóm sẽ có 10 quả dâu tây. Riêng nhóm số 5 chưa đủ 10 quả. Các em có thể đếm theo nhóm 10 để thực hiện nhanh bài tập 3A. Hãy đếm và nói kết quả cho bố mẹ mình nghe nào. bây giờ hãy cùng kiểm tra lại với cô. Chúng ta có 10, 20, 30, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47. Như vậy có 47 quả dâu tây. Các em nhắc lại nào. Có 47 quả dâu tây. Và cô tin rằng các em cũng đã thực hiện đúng bài tập 3A. Bây giờ chúng ta cùng sang bài tập 3B. Tương tự như bài tập 3A, bài 3B cũng có câu hỏi dành cho các em là có bao nhiêu viên ngọc trai? Các em quan sát thấy trong hình có hai nàng công chúa đang mở hòm ngọc trai và lưu ý để điểm được số ngọc trai trong hòm này thì các em chú ý để điểm nhanh chúng ta thấy số viên ngọc trai được sắp xếp theo hàng và theo cột rất là thứ tự. Chẳng hạn ở đây, mỗi hàng ngang như thế này sẽ là 10 viên ngọc trai. Chúng ta lưu ý có 1, 2, 3, 4, 5 hàng. 4 hàng đầu tiên được thiết xếp theo nhóm 10. Riêng hàng số 5 thì chưa đủ 10, do đó các em phải đếm thêm. Thời gian thực hiện cho các em bắt đầu

Hai nàng công chúa gửi lời cảm ơn các cả em vì đã giúp các nàng điểm được số ngọc trai có trong chiếc hòm và cô cũng gửi lời khen dành cho những bạn đã điểm đúng số lượng. Các em ạ, à, bài học vừa rồi đã giúp các em điểm đọc việc được các số từ 41 đến 70 cũng như thực hành vận dụng các số đã học để giải quyết các tình huống gắn với thực tiễn. Ngoài ra, thông qua bài học này còn giúp các em phát triển các năng lực toán học như mô hình hóa, giao tiếp, giải quyết vấn đề, tư duy và lập luận toán học, sử dụng công cụ và phương tiện toán học. Tiết học của cô đến đây là kết thúc rồi. Hy vọng các em sẽ vận dụng được kiến thức đại học để áp dụng vào cuộc sống của mình. Hẹn gặp lại các em ở các tiết học sau.